Giời ơi là giời, pha ấm chè thì chát, luộc khoai thì sượng, đúng là cái loại đàn bà. Thôi đừng khóc nữa, thầy càng ngày càng quá đáng. Cái miệng của thầy dạo này hư quá, mà đã hư ấy thì phải dặn. Tại sao con lại khóc? Con cất công tự tay làm bánh rán tặng thầy, vậy mà mấy cái con ruồi chết tiệt ấy nó lại mộ vào đây trước, đúng là mấy cái đồ vô lễ. Từ bây giờ nhá, ta cho phép con cứ nhìn thấy bọn ruồi ở đâu là con đập chết ngay ở đó cho ta nhá. Thằng cu mình ơi, con ruồi nó dậy.